Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 8 tháng 7 năm 2021. Quý vị đang đến với phần tin Headline News của buổi sáng ngày hôm nay và sau đây là các bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đến thăm Chicago và dự tính tax credit kéo dài thêm đến năm 2025 và tăng giáo dục trung học từ 12 năm đến 14 năm. Đón ông Biden tại phi trường, thị trưởng Chicago đã kêu gọi chính phủ liên bang giúp đỡ chỉ vì trong ngày 4 tháng 7 vừa qua, tại đây đã có trên 100 phát súng nổ và 19 người đã chết. Từ đầu năm cho đến nay, con số 2019 người đã bị bắn so với năm trước thì con số này đã tăng đến 13%. Tổng thống Biden không nhắc đến việc này nhưng đã cổ suý việc tăng 2 năm học được ví như là gia tăng hạ tầng cơ sở về tri thức con người. Tiếp nối trong phần tin Headline News cho biết đệ nhất phu nhân Haiti đã bị thương nặng trong vụ ám sát chết Tổng thống Haiti. Tối ngày hôm qua, bà đã được đưa đến Miami, US để được chữa bệnh. Tổng thống Haiti đã bị nhiều kẻ lạ mặt, nói tiếng Anh và nói tiếng Tây Ban Nha, tự xưng mình thuộc cơ quan DEA của Hoa Kỳ, đột nhập vào nhà riêng của ông và bắn chết ông vào khoảng nửa đêm ngày hôm qua. Vợ ông bị thương nặng đã được đưa đến Miami để điều trị. Quyền Thủ tướng Haiti hiện nay đang tạm thời điều hành chính phủ và truy bắt kẻ sát nhân. Cựu Tổng thống Nam Phi ra đầu thú và bị bắt giam ngay lập tức. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Nam Phi ông Jacob Zuma cuối cùng đã phải ra nộp mình cho cảnh sát để bị bắt giữ và điều tra về tội tham nhũng từ năm 2009 cho đến năm 2018. Trước đây, ông là người có công với dân chúng Nam Phi khi tích cực chống đối tình trạng phân biệt chủng tộc tại Nam Phi với phong trào Apartheid, cùng một thời với ông Nelson Mandela. Công ty Moderna bắt đầu clinical trial thuốc chủng flu cho 2021. Thuốc chủng cúm do Moderna chế tạo năm nay cũng sử dụng phương pháp mRNA, sẽ được chích thử clinical trial trên 180 người. Đây là đợt đầu trong hai đợt để theo dõi và tìm được liều lượng chính xác, cũng như mức độ an toàn và hiệu lực của thuốc chủng. Thuốc chủng cúm có tên là mRNA-1010, tổng hợp protein của 4 loại virus khác nhau thường có mỗi năm. Ông Elon Musk đang tiếp tục các thí nghiệm nối mạng thần kinh với mạng điện tử. Thưa quý vị, các cơ sở khoa học của công ty của ông Elon Musk cho biết họ đang nghiên cứu cách đặt một chip bán dẫn chứa những dữ liệu khoa học vào bên trong một hộp sọ con người. Sau đó sẽ tìm cách để hộp sọ đó đọc được những tin tức chứa trong chip bán dẫn. Nếu thành công, thì ông Musk sẽ tạo được những con người có khả năng phi thường. Gần 1.500 công ty của Hoa Kỳ bị tin tặc đòi tiền chuộc. Thưa quý vị, vẫn chưa có tin gì mới hơn về vụ tin tặc đột nhập vào nhiều công ty trên thế giới và Hoa Kỳ đang sử dụng hệ thống điều hành thảo chương bởi công ty Cassia. Công ty này cho biết họ đã nói chuyện với các nhân vật có trách nhiệm của chính quyền Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ không cho biết ý kiến của chính quyền Hoa Kỳ như thế nào về chuyện này. Công ty Grubhub sẽ bắt đầu bán và giao pizza trong khuôn viên các cư xá đại học bằng hệ thống tự động. Bắt đầu khóa mùa thu sắp tới, công ty Grubhub sẽ thực hiện dự án này. Một xe giao hàng tự động lớn bằng một chiếc vali xách tay do một công ty Nga chế tạo sẽ giao hàng hóa, thức ăn, tài liệu hoặc bất cứ thứ gì mà con người cần trong khuôn viên của 250 trường đại học tại Hoa Kỳ. Một số tiệm ăn Hoa Kỳ đã có các hệ thống giao hàng tự động như vậy ở nhiều thành phố khác nhau tại Hoa Kỳ. Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Headline News của buổi sáng ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, kính chào và hẹn gặp lại!